Sách Thi Thiên, chương 73. So sánh sự cuối cùng của kẻ ác và của người công chính. Đức Chúa Trời thật tốt lành đối với Israel, tức là những người có lòng trong sạch. Còn về phần con, chân con gần vấp ngã, suýt chút nữa bước con bị trượt. Vì khi con thấy sự thịnh vượng của kẻ ác, thì ganh ghét kẻ kiêu ngạo. Vì chúng chẳng bị đau đớn khi chết, thân thể chúng vẫn mập mạnh, chúng chẳng gặp rối ren như những người khác, cũng không bị tai họa như người đời. Vì thế, sự kiêu ngạo làm cái kiềng nơi cổ chúng, bạo ngược bao phủ chúng như áo quần, mắt chúng lộ ra trong mỡ, lòng chúng đầy những ý tưởng điên rồ, chúng chế giễu, nói những lời độc ác và đe dọa. Chúng nói cách kiêu kỳ, miệng thì nói hành thiên thượng, còn lưỡi lại vu cáo thế gian. Vì cớ ấy, dân Ngài nghiêng về phía chúng, và họ uống cạn chén nước của chúng. Chúng nói, làm sao Đức Chúa Trời biết được, đấng chí cao có tri thức sao? Kìa, kẻ ác bình an vô sự luôn luôn, của cải chúng cứ gia tăng mãi. Con đã giữ lòng con tinh sạch là vô ích, và rửa tay con trong sự vô tội là luống công. Vì hằng ngày con phải chịu gian nan, mỗi buổi sáng con bị sửa phạt. Nếu con có nói rằng, ta sẽ nói như thế, thì con đã phạm tội bất trung với dòng dõi con cái Chúa. Khi con suy ngẫm để hiểu rõ điều ấy, thì con cảm thấy cực nhọc phiền lòng. Cho đến khi con vào nơi thánh của Đức Chúa Trời, thì mới hiểu được sự cuối cùng của chúng. Chúa thật đặt chúng trong nơi trơn trượt, Ngài làm cho chúng rơi vào cảnh diệt vong. Kìa, chúng bị hủy diệt trong chốc lát, nỗi kinh hoàng khiến chúng tiêu vong. Lạy Chúa, như người ta coi thường giấc chiêm bao khi tỉnh thức thể nào, thì Chúa cũng xua tan hình bóng của chúng khi Ngài tỉnh thức thể ấy. Khi lòng con chua xót và dạ con xốn sang, thì bấy giờ con trở nên kẻ ngu si, dốt nát. Con khác nào một thú vật trước mặt Ngài vậy. Nhưng con cứ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúa nắm lấy tay phải con. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt con, rồi sau đó tiếp rước con trong vinh quang. Ở trên trời con có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất con chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Thể xác và tâm hồn con bị tiêu hao, nhưng Đức Chúa Trời là sức mạnh của lòng con và là phần của con đến đời đời. Vì kìa, những kẻ xa Chúa sẽ hư vong, Chúa sẽ hủy diệt những kẻ phạm tội bất trung, từ bỏ Ngài. Nhưng thật phước hạnh cho con được đến gần Đức Chúa Trời. Con chọn Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình để thuật lại tất cả công việc của Ngài. Sách Hebrew, chương 7. Đức Chúa Giê-xu và Melchizedek. Melchizedek này là vua của Salem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, đã đón và chúc phước cho Abraham khi người chiến thắng các vua trở về. Abraham đã lấy 1/10 về mọi của cải mình có mà dâng cho vua. Tên vua ấy trước hết có nghĩa là vua công chính, và cũng là vua của Salem, nghĩa là vua hòa bình. Người không cha, không mẹ, không gia phả, không có ngày sinh ra, cũng không có ngày qua đời, nhưng giống con Đức Chúa Trời, làm thầy tế lễ đời đời. Thử nghĩ xem, chính tổ phụ Abraham đã lấy 1/10 chiến lợi phẩm mà dâng cho vua, thì vua ấy vĩ đại biết bao. Theo một mệnh lệnh trong luật pháp, con cháu Lê-vi chịu chức tế lễ thì được nhận 1/10 từ trong dân chúng, tức là từ các anh em mình, dù chính họ cũng từ Abraham mà ra. Nhưng vua vốn không phải là dòng dõi Lê-vi, cũng nhận 1/10 của Abraham và chúc phước cho ông là người có lời hứa. Người bậc cao chúc phước cho người bậc thấp,
đó là điều không chối cãi được. Trong trường hợp này, những người nhận 1/10 là người phàm phải chết. Trong trường hợp kia, người ấy được chứng nhận là đang sống. Có thể nói rằng Lê-vi là người nhận 1/10, cũng qua Áp-ra-ham mà dâng 1/10. Vì lúc Mên-chi-xê-nét đi đón Áp-ra-ham, thì Lê-vi còn ở trong lòng tổ phụ. Chức tế lễ của Đấng Christ cao trọng hơn của A-rôn. Nếu chức tế lễ Lê-vi có thể đạt được sự hoàn hảo, vì trên căn bản của chức tế lễ ấy mà luật pháp được ban cho dân chúng, thì tại sao còn cần phải lập nên một thầy tế lễ khác theo ban Mên-chi-xê-đét chứ không theo ban A-rôn? Chức tế lễ đã thay đổi thì luật pháp cũng cần phải thay đổi, vì đấng mà những lời đó nói đến là chuộc một bộ tộc khác, và trong bộ tộc đó chưa từng có ai phục vụ nơi bàn thờ. Vì rõ ràng Chúa chúng ta sinh ra từ Giu-đa, một bộ tộc mà Môi-se không nói gì về chức tế lễ. Điều này càng rõ hơn khi chúng ta thấy một thầy tế lễ khác được lập lên, giống như Mên-chi-xê-đét, là thầy tế lễ không theo luật của điều răn loài người, mà theo quyền năng của sự sống bất diệt. Vì có lời làm chứng cho Ngài rằng, con làm thầy tế lễ đời đời theo ban Mên-chi-xê-đét. Như vậy, một mặt điều răn cũ bị để qua một bên vì yếu kém và vô hiệu, bởi luật pháp không thể khiến điều gì toàn hảo được. Mặt khác, một niềm hy vọng tốt hơn được ban cho, để qua đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Điều này đã được xác lập bằng một lời thề. Những thầy tế lễ khác được lập lên mà không có lời thề nào cả, nhưng Đức Chúa Giê-xu đã được lập lên bằng lời thề khi Đức Chúa Trời phán với Ngài rằng: Chúa đã thề và sẽ không đổi ý, con là thầy tế lễ đời đời. Vì lời thề đó, Đức Chúa Giê-xu đã trở thành đấng bảo đảm cho một giao ước tốt hơn. Xưa nay, số lượng thầy tế lễ rất nhiều, vì họ phải chết nên không thể tiếp tục chức vụ. Nhưng Đức Chúa Giê-xu giữ lấy chức tế lễ vĩnh viễn vì Ngài tồn tại đời đời. Bởi đó, Ngài có thể cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những người ấy. Thật vậy, Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta cần đến, thánh khiết, vô tội, không ô uế, biệt riêng khỏi kẻ có tội, được tôn cao hơn các tầng trời. Không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, Ngài không cần phải dâng sinh tế mỗi ngày, trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài dâng chính mình làm sinh tế một lần đủ cả. Vì luật pháp lập những người vốn yếu đuối làm thầy tế lễ thượng phẩm, còn lời thề có sau luật pháp thì lập con là đấng được toàn hảo đời đời. Sách Nahum, chương 1. Lời tiên tri về Ninive. Sách khải tượng của Nahum, người Encod. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Jehovah là Đức Chúa Trời ghen tuông và báo thù. Đức Jehovah là đấng báo thù và đầy thịnh nộ. Đức Jehovah báo thù những kẻ chống lại Ngài và nổi giận đối với kẻ thù của Ngài. Đức Jehovah chậm giận và có quyền năng rất lớn, nhưng Ngài chẳng coi kẻ có tội là vô tội. Đức Jehovah bước đi trong gió lốc và bão tố, đám mây là bụi dưới chân Ngài. Ngài quở biển và khiến nó phải khô đi. Ngài làm cạn mọi sông ngòi Ba-san và Cạc-mên đều khô héo. Rừng hoa Li-ban cũng phải úa tàn. Do Chúa, núi non rung chuyển, các ngọn đồi đều tan rã. Trước mặt Ngài, quả đất và thế giới cùng toàn thể cư dân trên đất đều dậy lên. Ai có thể đứng được trước cơn thịnh nộ của Ngài? Ai có thể chịu nổi sự nóng giận của Ngài? Cơn giận của Ngài tuôn ra như lửa, các tảng đá phải vỡ ra bởi Ngài. Đức Giê-hô-va thật tốt lành, là thành lũy trong ngày hoạn nạn. Ngài biết những ai ẩn náu nơi Ngài. Nhưng Ngài dùng nước lục tràn ngập để tận diệt chỗ ở của nó,
và truy đuổi kẻ thù của Ngài vào bóng tối. Các ngươi âm mưu gì để chống lại Đức Giê-hô-va? Chính Ngài sẽ ra tay tận diệt, và sự khốn khổ sẽ không xảy ra lần thứ hai. Vì dù chúng có đan xen như bụi gai và loạn choạng như kẻ say khướt, chúng cũng sẽ bị thiêu rụi như rơm khô. Chính từ nơi ngươi xuất hiện một kẻ mưu toan điều dữ chống lại Đức Giê-hô-va, một kẻ bày mưu gian ác. Tin mừng cho Giu-đa. Nhưng Đức Giê-hô-va phán, dù chúng có liên minh đông đảo, cũng sẽ bị diệt trừ và qua đi. Hỡi dân ta, dù ta đã làm khổ các con, ta sẽ chẳng còn làm khổ các con nữa. Nhưng bây giờ, ta sẽ bẻ gãy ách nó khỏi các con và bứt đứt dây trói buộc các con. Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh về Ninive, người sẽ không còn người nói giỏi lưu danh nữa. Ta sẽ trừ diệt tượng chạm và tượng đúc khỏi đền miếu các thần của ngươi. Ta sẽ làm mồ mả cho ngươi vì ngươi hèn mạt. Này, trên các núi đồi có bàn chân của sứ giả báo tin lành và công bố sự bình an. Hỡi Giu-đa, hãy cử hành các ngày lễ và hoàn thành lời hứa nguyện, vì kẻ thù sẽ không còn xâm lăng ngươi nữa, nó đã bị tận diệt. Chương 2. Sự hủy diệt thành Ninive. Kẻ tàn phá đến đánh thẳng vào ngươi để bảo vệ thành lũy. Hãy canh phòng đường xá, hãy nai nịt gọn gàng và củng cố lực lượng. Vì Đức Giê-hô-va sẽ phục hồi vinh quang của Gia-cốp như vinh quang của Israel, dù những kẻ cướp phá họ và đã phá hại những cành nho của họ. Các khiên dũng sĩ của chúng nhuộm đỏ, các lính chiến mặc binh phục đỏ thắm. Trong ngày chúng dàn trận, các chiến xa rực sáng như thép nung trong lửa và rươm giáo nhiều vung lên. Các chiến xa chạy loạn xạ trong các đường phố, chạy đi chạy lại trong các quảng trường, trông như những ngọn đuốc và phóng nhanh như chớp. Các quan chức được triệu tập, nhưng chúng bước đi loạn choạng, vội vã chạy đến vách thành, sẵn sàng chống cự. Các cửa sông bị mở tung, đền đài đều rung chuyển, hoàng hậu bị lột hết trang sức và bị lưu đày. Các nữ tỳ đấm ngực, rên rỉ như chim bồ câu. Từ lâu, Ninive như hổ đầy nước, giờ đây chúng đã chạy trốn. Có tiếng kêu, đứng lại, nhưng không ai quay lại. Hãy cướp bạc, cướp vàng, vì kho vàng vô tận, các báu vật nhiều vô số. Chúng đã bị tàn phá và cướp sạch, lòng ai nấy đều tan nát, đầu gối chạm vào nhau, lưng đau đớn, mặt mày xám ngắt. Nào, cái hang của sư tử, là nơi mà sư tử tơ được cho ăn, là nơi sư tử đực, sư tử cái và con nó bước đi, mà không có gì làm cho chúng sợ hãi. Bây giờ hang ấy ở đâu rồi? Sư tử đực xé đủ mồi cho con nó và bóp chết con mồi cho sư tử cái. Hang nó đầy mồi, ổ nó đầy những con vật bị cắn xé. Giê-hô-va vạn quân phán, này, ta chống lại ngươi, ta sẽ đốt chiến xa của ngươi ra khói, gươm sẽ ăn nuốt các sư tử tơ của ngươi, ta sẽ dứt bỏ mồi ngươi khỏi đất, và người ta sẽ không còn nghe tiếng của sứ giả ngươi nữa. Chương 3. Khốn cho thành Ninive. Khốn cho thành vấy máu, nó đầy dẫy sự dối trá và cường bạo, cướp bóc không thôi. Có tiếng roi quất, tiếng ầm ầm của bánh xe, ngựa phi nước đại, chiến xa phóng lên. Kỵ binh xông tới, gươm vung sáng loà, giáo phóng chớp nhoáng. Đông đảo người ngã gục, thầy chất thành đống, xác chết nhiều vô số. Người ta vấp ngã trên những xác chết. Đó là vì vô số thói dâm đảng của gái mại dâm, xinh đẹp quyến rũ, làm nữ hoàng ma thuật. Nó bán các nước bởi thói dâm đảng, và bán các dân bởi ma thuật.
Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Này, ta chống lại ngươi, ta sẽ lật váy ngươi lên phủ mặt ngươi, phơi bày sự lõa lồ ngươi cho các dân tộc và cho các vương quốc thấy nỗi ô nhục ngươi. Ta sẽ ném trên ngươi những vật ghê tởm, làm cho ngươi bị khinh miệt và khiến ngươi thành trò cười cho thiên hạ. Khi ấy, ai thấy ngươi đều sẽ tránh xa và nói: Ninive đã hoang tàn, ai sẽ tỏ lòng xót thương nó? Ta tìm đâu cho ngươi những người an ủi? Ngươi có hơn Nô Amon không? Nó là một thành ở giữa các nhánh sông Nin, có nước bao bọc chung quanh, lấy biển làm đồn lũy, lấy nước làm tường thành. Cút và Ai Cập là sức mạnh vô biên của nó, Phút và Liby là kẻ cứu giúp nó. Dù vậy, chính nó đã bị lưu đày và bị cầm tù, còn cái nó cũng đã bị nghiền nát nơi đầu đường xó chợ. Những người quyền quý bị đem ra bắt thăm, các quan chức lớn đều bị mang xiềng. Ngươi cũng thế, sẽ say sưa và đi ẩn trốn, chính ngươi cũng sẽ tìm nơi ẩn núp khỏi kẻ thù. Tất cả đồng lũy ngươi như những cây vả đầy trái chín đầu mùa, khi bị rung thì trái rụng xuống, rơi ngay vào miệng người ăn. Này, quân đội của ngươi là những người đàn bà ở giữa ngươi. Các cổng thành của đất nước ngươi sẽ rộng mở cho quân thù. Lửa đã thiêu nuốt các then cài cổng. Hãy múc nước để phòng khi bị vây hãm. Hãy củng cố các đồn lũy của ngươi. Hãy đi lấy đất sét, nhồi hồ và xây sửa lại lò gạch. Tại đó, lửa sẽ thiêu nuốt ngươi, gươm sẽ tiêu diệt ngươi, nó sẽ ăn nuốt ngươi như cào cào ăn mùa màng. Hãy tăng quân số như cào cào, hãy tăng quân số như châu chấu. Ngươi đã gia tăng số thương nhân nhiều hơn sao trên trời, nhưng tất cả như cào cào cắn phá sạch rồi bay đi. Vệ binh của ngươi đông như cào cào, các quan chức ngươi như bầy châu chấu đậu trên tường rào trong ngày giá lạnh. Đến khi mặt trời mọc, nó biến đi mất, không ai biết nó ở đâu. Hỡi vua Assyri, những người chăn của ngươi đã ngủ rồi, những người quyền quý của ngươi đều an nghỉ. Dân ngươi tan lạc trên khắp núi non, không ai tập hợp chúng lại. Thương tích của ngươi không thuốc chữa, vết thương ngươi rất trầm trọng. Tất cả những ai nghe nói về ngươi đều vỗ tay, vì có ai thoát khỏi sự thống trị tàn ác triền miên của ngươi đâu.